Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh nhà thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối nay cầu được chỉ tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, trước khi con thỉnh ngài lên giảng dạy hai bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn và cảm ơn Minh Vát Tha Na đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Khuất Thác Cá Tika Giá Itibut Thác Cá chương 2, hai pháp phẩm 3, bài 43 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Có cái sanh, hiện hữu, cái khởi lên, làm ra, hữu vi không thường hằng, tác thành ra già chết. Một ổ của bệnh hoạn, mỏng manh, giòn, dễ vỡ. Nhờ đồ ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu. Vật ấy thật không đủ để hoan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly ra khỏi được cái ấy. Thật có vượt lý luận. Thường hằng không sanh khởi, không có cái khởi lên, con đường không cấu ế, không đưa đến sống đoạn diệt các pháp khổ. Tịnh chỉ mọi hành, an lạc thật tình lạc. Chí nghĩa này đã Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 44 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này, thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và niết bàn giới không có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới có dư y? Ở đây, này các tỳ kheo là Bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh xuống, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có, thương hại cảm giác, lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là bàn giới không có dư y?
Ở đây, này các tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu nghiệp, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối với vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Hai niết bàn giới này được vị có pháp nhãn trình bày và thuyết giảng, không y tựa như vậy một loại niết bàn giới, ở đây thuộc hiện tại còn có các dư y. Nuôi dưỡng hữu bị diệt không dư y niết bàn lại thuộc về tương lai với vị đạt giới này, mọi hữu diệt hoàn toàn. Những ai với chánh trí biết con đường vô vi, tâm tư được nuôi dưỡng hữu việt, nuôi dưỡng hữu bị việt, những ai chứng đạt được cấp loại của các pháp hoan hỷ trong dịch tầng, những vị ấy như vậy đã từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi sanh hữu. Ý nghĩ này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu thuyết giảng hai bài học ngày hôm nay, được rộng rãi cho chúng con được học và hiểu. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch quý Phật, quý tu nữ, quý Phật tử. Khi chúng ta nghe đọc hai bài kinh thì chúng ta nghĩ rằng sẽ khác nhau, nhưng thưa quý vị, cả hai bài kinh đều giống nhau ở chỗ là trình bày về Niết Bàn. Cho nên chúng tôi mới cho học chung hai bài thành một. Nhưng mà bài kinh thứ nhất ở đây thì nếu không trình bày rõ ràng thì Phật tử chúng ta sẽ không hiểu được. Ông muốn nói cái gì? Ở đây thưa quý vị, chúng ta đang học Y Chân Bồ Tát Cá chư hai pháp, thì chúng ta phải tìm ra được trong bài kinh này nó có hai pháp. Nhưng mà ở đây không có nói đến, Đức Phật này không có nói đến, chúng ta phải tìm.
Vấn đề thứ nhất, là có, nếu không có cái bất sanh, bất thành, bất hữu, bất tác, không sanh, không thành, không hiện hữu, không bị tạo, nếu không có vậy thì không trình bày được cái sự xuất ly khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi lập ra. Câu này có ý nghĩa là như thế này: do vì các vị tỳ kheo ở trong chú giải có đề cập đến, Đức Phật đã thuyết bài này là nguyên nhân do các vị tỳ kheo khi Đức Thế Tôn ngài trình bày về cái sự luân hồi, khi có hiện hữu thân ngũ uẩn, ngũ uẩn sanh lên, ngũ uẩn bị tác thành, cho nên mới tạo ra cái sự luân hồi. Ngài nói về cái nhân sanh ra cái luân hồi và diệt tận luân hồi. Rồi ngài rồi các vị tỳ kheo, có một số vị họ có cái sự hoài nghi, họ thắc mắc như vậy thì niết bàn nó trái với cái pháp hữu vi, nó không sanh không diệt, không sanh không thành, không hiện hữu, không bị tạo tác. Như vậy thì niết bàn có thật hay không? Các vị tỳ kheo thắc mắc như vậy. Bởi vì cái thí dụ như chúng ta nói có củ khoai, có trái bắp, có trái cam, có chén cơm, thì có mới ăn được, mới thưởng thức được. Còn khi mà gọi là dọn bữa tiệc ở trên bàn, nói là bữa tiệc nhưng mà không có cơm, không có canh, không có thức ăn, thì như vậy cái bữa tiệc đó là trống rỗng, không có. Thì đúng là như vậy, là không có. Không có bữa tiệc nào mà như vậy cả, không có bữa ăn nào mà như mà không có cơm, không có canh. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện khác. Còn cái chuyện ở đây đó, niết bàn là vô sanh, không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không tạo tác, không bị tạo. Không sanh vì nó không có bị phiền não dẫn dắt cho nghiệp tạo ra quả luân hồi, cho nên gọi là không sanh. Không hiện hữu là bởi vì
danh sắc pháp hữu vi. Do cái này có mặt nên cái đó có mặt, cho nên gọi là có hiện hữu. Nếu bàn thì nó không bị duyên trợ, cho nên không gọi là không hiện hữu, không bị tách thành, là bởi vì các pháp hữu vi á, nếu mà nói đất, nếu mà nói về sắc á, thì do đất nước lửa gió nó tạo thành. Còn nếu nói về danh pháp hữu vi á, thì nó do nghiệp, do cảnh, do sắc vật làm chỗ nương, cho nên phát sinh lên danh pháp. Còn niết bàn thì không có nhân, không có nhân đó, tức là không có nghiệp tạo ra niết bàn, không có cảnh để tạo ra niết bàn. Như cảnh sắc để tạo ra tâm nhãn thức, trợ tâm nhãn thức sanh được, cảnh thân trợ nhĩ thức sanh được, cảnh khí trợ tỷ thức sanh được, cảnh vị trợ thiệt thức sanh được, cảnh xúc trợ thân thức sanh được, cảnh pháp trợ cho ý thức sanh được. Nhưng mà không có cái gì mà trình trợ cho niết bàn sanh khởi được, bởi niết bàn không có, không có hiện hữu, không có bị tạo tác. Và tuyên bố rằng vì niết bàn là không sanh, không hiện hữu, không bị tạo tác, nên nếu mà tuyên bố niết bàn là không có là không đúng. Bởi vì nếu mà không có niết bàn ấy, tức là không có cái trạng thái bất sanh, bất thành, bất tạo tác. Nếu không có niết bàn thì làm sao có thể trình bày được cái sự xuất ly khỏi sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi sự hiện hữu, làm sao được? Chúng ta thí dụ nếu mà nói về cái chuyện cổ tích, cái chuyện cổ tích là cái chuyện hư cấu, người ta tưởng tượng, người ta giả sử, người ta đặt ra. Cho nên nếu mà cái chuyện cổ tích là cái chuyện người ta đặt ra để đọc chơi vậy thôi, thì như vậy mình làm theo cái cách thức mà ở trong chuyện cổ tích ông Tiên Bục mà chỉ dẫn, thì chúng ta sẽ không có làm được để mà thành tựu ở trong cuộc sống của chúng ta đâu. Bởi vì cái đó chỉ là chuyện cổ tích thôi. Thế nhưng cái chuyện cổ tích là cái chuyện không có, không thật, không xảy ra, cho nên mới không thể đem áp dụng được trong cuộc sống này. Nhưng mà ở trên thế giới này nó có những cái hiện tượng, chẳng hạn như là những cái hiện tượng về
âm thanh ánh sáng hay là từ trường, những cái hiện tượng đó mình không có thấy được, mình không có thể sờ đụng được. Nhưng mà vì những hiện tượng đó nó là một cái hiện tượng thật sự có, cho nên người ta mới phát minh thành những cái cỗ máy để mà người ta vận dụng, chế tạo ra có lợi ích cho người khác. Tóm lại là ở trong cuộc đời này, thưa quý vị, có những cái mà mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng được, thì cái đó là cái không thật. Nhưng mà cũng có những cái mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng được, nhưng mà cái đó là có thật. Chứng minh sao biết có thật? Là tại vì người ta áp dụng để mà làm thành. Thí dụ bây giờ chúng ta nhìn hai cái sợi dây điện âm dương, chúng ta không thấy được cái luồng điện, nhưng mà không, chúng ta không thấy cái luồng điện trong cái sợi dây đó, trong cái sợi dây đồng đó, nhưng mà chúng ta vẫn chứng minh được là có. Bây giờ chúng ta cứ lấy tay chúng ta sờ thử, nếu mà điện giật á thì là có điện. Hoặc là nếu mà chúng ta dùng một cái bóng đèn, chúng ta hai cái đầu dây điện đó chúng ta nối vào một cái chuôi đèn và chúng ta gắn cái bóng đèn vào, bóng đèn đó nó phát sáng, nó phát sáng, thì như vậy chứng tỏ rằng cái đường dây đó, hai cái sợi dây đó có điện phải là có. Nhưng mà chỉ cho thấy thì không thể được. Cho nên chúng ta đừng nghĩ Niết Bàn vì không, không sanh, không thành, không hiện hữu, không bị tạo tác, rồi chúng ta cho rằng là Niết Bàn không có thật. Không phải vậy. Vì nếu mà Niết Bàn không có thật đó, thì như vậy Đức Phật này đâu có trình bày được cái sự xuất ly khỏi cái pháp hữu vi, xuất ly khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết. Không thể. Vì rằng Niết Bàn có thật, cho nên khi chứng Niết Bàn là xuất ly khỏi sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Thì bây giờ chúng ta khỏi cần biết là Niết Bàn vì không sanh, không già, không bệnh, không chết, không thành, không hiện hữu. Nhưng mà chúng ta muốn có Niết Bàn hay không đó, bây giờ trước nhất á là chúng ta nên thực hành theo con đường mà Đức Phật Ngài đã trình bày để đạt đến Niết Bàn, chấm dứt khổ luân hồi. Thì khi chúng ta chứng được đạo quả A-la-hán rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới biết rằng là trước đây tưởng là Niết Bàn không có thật, nhưng mà bây giờ Niết Bàn là có thật. Bởi vì vị đã chứng được đạo quả A-la-hán thì vị đã biết rõ tâm đã được giải thoát, biết rõ sanh
đã tận phẩm hạnh đã thành, biết rõ việc nên làm đã làm rồi, gánh nặng đã đặt xuống sau đời sống này không còn đời sống khác. Khi vị ấy biết rõ cái sự giải thoát như thế thì cái sự giải thoát này được gọi là niết bàn. Thì trong cái bài học đó thưa quý vị, khi mà trình bày và được dịch ra mà chúng ta nghe đọc, nếu mà chúng ta không có cái trí tuệ chạy bén để chúng ta hiểu được cái vấn đề đó nói như vậy có nghĩa là gì, thì ở đây chúng ta sẽ không hiểu. Nhưng mà chắc có lẽ khi mà trình bày xong như vậy, Phật tử chúng ta hiểu được bài thứ nhất rồi chứ gì. Nói tóm lại, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, thì không thể nào mà trình bày được cái sự xuất ly của sanh, của hiện hữu. Vì rằng có cái không sanh, không hiện hữu nên mới trình bày được cái sự xuất ly của sanh, của hiện hữu. Thật sự khi mà Đức Bồ Tát Siddhartha, Thái tử Siddhartha mà Ngài đi tìm cái chân lý giải thoát đó, thưa quý vị, là một cái định lý không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì Ngài đã từ khước, Ngài đã bỏ cả vàng bao báo, cái ngai vàng để đi tìm, cũng đã đi tìm cái không có. Đằng này khi mà Ngài tìm thấy được cái con đường để đạt tới niết bàn là cái trạng thái không có, không sanh không già đó, không thành, thì lúc đó Ngài biết rõ cái không sanh không già, không bệnh không chết, cái đó là có thật, tức là niết bàn. Vì rằng khi mà thực hành con đường này, thực hành cái đạo lộ này sẽ đạt đến cái trạng thái đó. Thì thưa quý vị, cái khó cho chúng ta là chúng ta chấp theo cái từ, và chúng ta bị nhiều từ ngữ với nhiều cái dấu phẩy phân đoạn ra, phân câu ra, phân từ ra, rồi chúng ta lộn xộn, chúng ta không được. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng khi mà trình bày giải thích như thế này đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái bài học thứ nhất, một cách để Đức Thế Tôn Ngài giải tỏa cái sự nghi vấn của các vị tỳ kheo. Khi mà các vị nghĩ đến niết bàn, các vị không biết là nó có thật hay không, bởi vì niết bàn là cái trạng thái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không bị tạo tác. Rồi các vị đó không biết là cái mà không bị sanh, không có sanh, không có hiện hữu, không có tác thành, không có bị tạo tác, thì cái đó thật hay là không thật. Thì Đức Phật Ngài mới thuyết cái bài kinh đó, bài kinh này, thuyết bài kinh này để cho các vị tỳ kheo hiểu. Bây giờ chúng ta lại đến cái bài kinh thứ hai. Bài kinh này cũng nói về niết bàn, nhưng mà trước là Đức Phật Ngài chứng minh
Cái bài kinh trước là Đức Phật ngài chứng minh Niết Bàn là một cái pháp chân đế, là có thật. Nhưng mà quý vị chú ý, ở trong chú giải có giải thích cái này nữa mà chúng tôi không tiện nói, nói ra quý vị qua mang. Cho nên quý vị nhưng mà phải hé một chút để cho quý vị nhận ra này. Cái lakkhana tức là cái đặc tính, cái bản chất của Niết Bàn là có thật. Nhưng mà cái danh từ gọi là Nibbana, danh từ đó không phải là pháp đế, nó là pháp thuộc đế nha quý vị. Ở trong chú giải nói rõ ràng cái chỗ đó, quý vị cẩn thận. Bây giờ chúng ta bước qua cái bài thứ hai. Đuê ma, tức là đuê y ma. Chữ đuê ma tức là đuê y ma. Chữ y ma, tại sao y ma? Tại vì ở phía sau cái chữ tha thú vô là danh từ nữ tính số nhiều, tha thú vô, cho nên gọi y ma tha thú vô. Đuê y ma tha tu vô, là có hai tính chất gọi là Nibbana tha tu, là Niết Bàn giới, là tính chất của Niết Bàn, hai tính chất của Niết Bàn. Còn nếu chúng ta dịch thuần chữ nôm á, hai tính chất của Niết Bàn thì nó dài quá, nó lượng thượng lắm, cho nên nói là này các tỳ kheo, có hai Niết Bàn giới. Nhưng mà xài chữ Hán như vậy thì chúng ta lại lộng cộng nữa, cho nên quý vị thấy luân hồi mà phải đi học pháp cũng khổ lắm chứ. Bây giờ khi mà chúng ta chưa được giải thoát, chúng ta còn phải đi học Phật pháp thì gặp những cái bài kinh và những cái từ ngữ Phật học của chúng ta cảm thấy rắc rối. Thì tính chất của Niết Bàn hay gọi là Niết Bàn giới, nó có hai, là hữu dư y Niết Bàn. Ở đây ngày dịch là Niết Bàn giới dư y và Niết Bàn giới không dư y. Nhưng mà chúng ta gọi tóm tắt mà hồi nào giờ chúng ta quen đó, chúng nói là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Rồi từ cái chỗ hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn đó, chúng ta mới bắt đầu chúng ta định nghĩa ra. Thế nào là hữu dư y Niết Bàn? Thì ở đây đó, Đức Thế Tôn giải thích chúng ta đã đọc qua bài kinh này thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Khi một vị tỳ kheo đã đắc A-la-hán quả, đã đắc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống,
đã đạt đến mục đích hữu cái sự đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Niết bàn vị ấy chứng đắc được đạo quả A La Hán, tịch tịnh phiền não, dập tắt phiền não, đoạn diệt phiền não. Nhưng mà vị đó còn dư sót lại cái thân ngũ uẩn này chưa có chết, phiền não đã được dập tắt, đã được tịch diệt, đoạn diệt, nhưng mà còn dư lại. Dư ở đây tức là sót lại. Y Adi-si-sát là chỉ cho cái thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn còn thì ở đây gọi tóm tắt là thân ngũ uẩn còn, nhưng mà được giải thích trong vị ấy năm căn còn tồn tại. Bên chinh đi dành tức là nhãn căn, dĩ căn, tỷ căn, năm quyền đó, ngũ quyền, nhãn quyền, dĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, có đôi khi dịch là năm căn. Nó là ngũ quyền, nó còn tồn tại. Ngang qua năm căn ấy, vẽ hưởng thọ, khả ý, không khả ý. Cái này hơi dài dòng thú vị. Bây giờ nói cách khác là cái này. Khi mà vị một người đã chứng được quả vị A-la-hán, đã vượt tận tham sân si rồi, nhưng mà vị ấy còn dương sót cái thân của quẩn này với mắt tai mũi lưỡi thân, vị ấy vẫn còn thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ với những cảnh sắc thân khí vị xuất phát tốt hoặc là xấu. Ở đây dùng cái từ gọi là hưởng thọ khả ý, không khả ý. Cái này dễ bị người ta hiểu lầm, vì A-la-hán ngài đâu có hưởng cảnh khả ý, không khả ý, nghĩa là vừa lòng hay không vừa lòng. Cho nên cái chỗ này chúng ta cẩn thận chút xíu. Thì như vậy nó tóm lại gọi là hữu duy niết bàn, tức là một người đã diệt trừ phiền não, đắc A-la-hán, đã niết bàn phiền não rồi, nhưng mà ngũ uẩn chưa niết bàn. Niết bàn ở đây hiểu trong cái nghĩa gọi là đoạn diệt hay là tịch, tịch tịnh, tịch diệt. Tịch diệt phiền não nhưng mà chưa tịch diệt thân ngũ uẩn. Vị ấy vẫn còn sinh hoạt thấy nghe ngửi đếm được và suy nghĩ. Cái đó gọi là hữu duy niết bàn.
sa upadisesa nibbana thatu, gọi là gì, hữu dự niết bàn. Còn thứ hai đó gọi là vô dự niết bàn, anupadisesa cha nibbana thatu, là như thế nào? Ở đây một vị đã đắc quả A-la-hán phiền não đã tịch diệt, và ngay trong lúc mà cái tâm tử của vị A-la-hán khởi lên, tức là vị đã chết, thì khi mà vị A-la-hán mà viên tịch, lúc đó không còn cái sự tái sanh luân hồi, không còn cái thân ngũ uẩn nữa, thì ở cái giai đoạn khi tâm tử khởi lên rồi diệt, thì ngay cái thời điểm đó gọi vô dư ý niết bàn, tức là không còn dư sót cái gì nữa, phiền não đã không còn ngay lúc mà thánh đạo thánh quả A-la-hán khởi lên. Và thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hình thức không còn tái sanh, không còn hiện hữu đời sau, ngay khi tâm tử của vị A-la-hán đã diệt, không còn dư sót cái gì hết, không còn dư sót niết bàn, không còn dư sót phiền não, mà cũng không còn dư sót thân ngũ uẩn, thì như vậy gọi là vô dư ý niết bàn. Cái này cũng dễ thôi, thưa quý vị, không có khó. Cái này chúng ta không có khó khăn gì để hiểu cái bài kinh này. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nhắc đến cái điểm này. Mặc dù nói niết bàn có hai hay có ba, nhưng mà không phải là có ba thứ niết bàn hay hai thứ niết bàn, mà niết bàn chỉ có một cái đặc tính duy nhất, tức là sanh tí lạc hành năng, tức là tịch tịnh. Niết bàn là tịch tịnh. Cái chữ tịch tịnh ở đây chúng ta xài chữ trong cái nghĩa santa, santa santi, santa upasanta hay upasama cũng được. Chữ tịch tịnh là niết bàn, chỉ có một đặc tính thôi. Nhưng mà vì nấu theo giai đoạn mà được kể như niết bàn có hai, cái giai đoạn vừa đoạn trừ phiền não nhưng mà còn sống thì gọi là dư niết bàn. Cái giai đoạn mà một vị đã đoạn trừ phiền não rồi viên tịch, thì cái giai đoạn viên tịch đó được gọi là vô dư niết bàn. Chỉ đơn giản như thế. Còn nếu mà chúng ta nói có ba đó, cái này chúng ta cũng nói thêm, chứ trong bài học chỉ nói hai thôi. Nói có ba, ví dụ như là vô tướng niết bàn, anipatta niết bàn đó, vô nguyện niết bàn, apanita niết bàn đó, không tánh niết bàn, sunyata niết bàn á. Tại sao phân có ba như vậy?
Vì rằng lấy theo cái phương tiện đắc chức giải thoát, vị nào mà vị hành giả nào mà do tu tập tùy quán vô thường Anicca Nupassana rồi chứng đắc niết bàn, thì nếu chứng đắc của vị đó được gọi là Anicca Nibbana, là vô tướng niết bàn, tức là do thấy cái tướng sanh tướng diệt, cái tướng vô thường của pháp hữu vi, rồi khi đắc chứng niết bàn thì không có cái hiện tướng sanh diệt vô thường đó nữa, cho nên niết bàn đó gọi là vô tướng niết bàn. Rồi một vị mà họ tùy quán pháp hữu vi là khổ, nó bị bức bách do cái tiến trình diễn trình sanh diệt nó làm cho bị bức bách bức xúc, cho nên bị khổ bao vây, lúc nào cũng bị khổ bao vây. Mình đang khỏe như thế này, ngồi thở hồi cái tự nhiên mệt thôi. Mình đang im lặng thì mình thấy nó khỏe, nhưng mà nói hồi cái tự nhiên mình ra hơi nhiều quá cái nó mệt. Hay là mình đang ngồi trong nhà khỏe, mình gặp cái bước vào cái nó bị nhức đầu một chút, thì các pháp hữu vi nó có sự diễn biến bao giờ nó cũng dẫn đến cái tình trạng gọi là bất an, bất ổn, do đó cho nên khổ. Mà khi đắc chứng niết bàn rồi đó, thì cái trạng thái bất an bất có nó không có nữa, trạng thái bất an bất ổn có, cho nên gọi là phi nội niết bàn hay là vô ngụy niết bàn cũng được, tức là có, không có cái gì mà mong mỏi. Khi mà đắc chứng niết bàn với cái đề mục gọi là quán sự khổ đó, thì khi mà chứng niết bàn rồi thì không còn mong mỏi, vượt ngoài cái sự mong mỏi, mong muốn. Con người ta ở đời khổ quá thì muốn cái này muốn cái kia, hễ khổ nhiều chừng nào thì chúng sanh có cái sự Panihita, Panihita tức là cái sự mong ước, nguyện ước. Còn khi đắc chứng niết bàn rồi, vì thoát khỏi sự khổ, cho nên không còn cái sự mong ước, nguyện ước nữa, mới gọi là vô nguyện niết bàn, Apanita. Còn cái gọi là không tánh niết bàn, sở dĩ gọi niết bàn có cái tên là không tánh niết bàn Sunyata, Sunyata niết bàn đó, là vì cái vị hành giả đó đắc chứng niết bàn do tu tập tùy quán vô ngã Anatta Nupassana. Vị ấy cố gắng quan sát các pháp hữu vi danh sắc, nó là vô thường, biến hoại, dẫn đến cái sự bất an, bất ổn, khổ. Mà cái sự vô thường khổ đó nó xảy ra theo cái quy trình tự nhiên, cái phản ứng tự nhiên của pháp hữu vi là như vậy, chứ không có do một cái sự sắp đặt của một cái quyền năng nào hết. Không ai có chủ quyền, không có quyền để mà sắp đặt anh như thế này phải diệt thế này, vì không có một chủ quyền sắp đặt, cho nên mới gọi là vô ngã Anatta. Chữ Anatta đây nó đồng nghĩa với Anaphisaro. Anaphisaro tức là không có chủ quyền, không chủ quyền, không có một cái quyền năng sắp xếp
Thì khi mà chứng niết bàn đó, thì pháp hữu vi đó, là còn bị chấp, còn bị chấp là bản ngã, cho nên phải cố gắng quán xét để thấy nó là vô ngã. Nhưng mà đạt đến niết bàn thì niết bàn lúc bây giờ là một cái trạng thái rỗng không, không có gì cả. Cho nên khổ cần phải nói là hữu ngã hay là vô ngã. Thì do vậy cho nên cái phương tiện mà tùy quán vô ngã thì đắc chứng niết bàn. Thì khi đắc chứng niết bàn rồi thì gọi là, thì gọi là không tánh niết bàn. Mặc dù phân ra là ba thứ như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng dầu cho một người đi xe 16 chỗ, đi xe hơi 16 chỗ hay là xe hơi 7 chỗ, 4 chỗ, nhưng mà khi mà đi du lịch đến cái cảnh Vũng Tàu thì thấy cảnh Vũng Tàu giống nhau, chứ không phải là một người mà họ đi xe hơi 16 chỗ, 15, 16 chỗ đi ra thấy cảnh nó khác, rồi đi xe 7 chỗ ra cảnh nó khác, hay là đi xe 4 chỗ ra thấy cảnh khác. Không phải vậy. Một cái phương tiện tu tập thì khác nhau. Một vị tùy duyên, một vị tu quán vô thường, tu quán khổ não, tu quán vô ngã. Nhưng đến khi đắc chứng niết bàn, mặc dù chia, mặc dù gọi ba tên, nhưng mà niết bàn chỉ có đặc tính duy nhất là tịch tịnh. Anicca vata sankhara upanavaya thamido pacitoa nirutthanti te sang vu và samo sukho. Những vu và samo đó là niết bàn đấy, thưa quý vị, chỉ niết bàn. Các pháp hữu vi tự tánh vốn sanh diệt, nó sanh lên rồi nó hoại diệt. Tịch tịnh pháp ấy là an lạc. Tịch tịnh pháp ấy là pháp vi tê sanh vô và sơ mô là an lạc. Thì cái an lạc niết bàn đó là một cái, không phải là cảm thọ lạc xuất phát vedana, mà cái sự an lạc xuất phát của niết bàn đó gọi là niết dukkha sukha, niết dukkha sukho, là không còn cái sự khổ thì gọi là lạc. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì chúng tôi cũng nói thêm cái điểm này để cho các Phật tử chúng ta chú ý. Trong cái bài học thứ hai đó, đề cập đến hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn. Mặc dù chúng ta phân có hai thứ, Đức Phật này dạy có hai thứ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là hai thứ hay ba thứ, phân là tùy theo cái ngưỡng cảnh, tùy theo cái phương tiện mà đạt đến niết bàn mới phân ra như vậy. Chứ thực tế thì niết bàn chỉ có một cái đặc tính là tịch tịnh vắng lặng, tịch tịnh phiền não vắng lặng, phiền não không còn hiện hữu ngũ quẩn, không còn sanh thành ngũ quẩn, không còn ngũ quẩn, không còn tạo tác ngũ quẩn nữa, như vậy thôi. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị hai bài học hôm nay, vì bài học hôm nay cũng dễ, không phải là khó, cho nên không có vấn đề gì để nói nhiều. Chúng ta nghỉ sớm trước 5 phút. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quan Hiển chúc phúc phước bảo trực. Rồi chúng ta nghỉ một chút xíu. Đến 8 rưỡi chúng ta vào trong lớp Phật Pháp Bố Thật Thầm Mát. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam Mô Bồ Tát nha.
Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha anuha vena sada sathe bhagavantu te Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anuha vena sada sathe bhagavantu te Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha anuha vena sada sathe bhagavantu te Tất cả vô hoàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và nghe pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng đẩm dân hồi hướng. Dạ đề quá ta, san ti quy ha ra qua si ni, Thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ca ron te tha vi ha ra mang da le thê ra cha mát cha na wa ca cha bi ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sapa na puta sukhita pawan tute Chala bu cha ye pi cha nam pawa